Chào mừng quý vị đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá 24 tháng 2. Nhận định, soi kèo U23 Việt Nam với U23 Đông Timor, U23 Đông Nam Á 2022. Trận đấu diễn ra lúc 19:30 ngày 24 tháng 2. U23 Việt Nam có cuộc đọ sức với U23 Đông Timor trong khuôn khổ vòng bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022. Nhận định, U23 Việt Nam với U23 Timor Leste không chỉ được nghỉ ít hơn, U23 Việt Nam còn đang đối diện với vô vàn khó khăn về nhân sự trước trận bán kết gặp U23 Timor Leste. Tuy nhiên, với tinh thần không từ bỏ, đội quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn hạ quyết tâm sẽ chiến đấu hết mình để giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng. U23 Việt Nam đang phải trải qua giải đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Sau khi chật vật đánh bại U23 Thái Lan để giành ngôi đầu bảng C vào bán kết, U23 Việt Nam tiếp tục gặp tổn thất nghiêm trọng về lực lượng khi xuất hiện thêm 7 ca dương tính với COVID-19 trước trận đấu gặp U23 Timor Leste. Hiện tại, quân số của đội chỉ còn 10 người khỏe mạnh, trong đó chỉ có một thủ môn duy nhất là Đặng Tuấn Hưng. Để có đủ quân số tối thiểu 14 người đăng ký vào danh sách thi đấu trận bán kết, U23 Việt Nam tiếp tục phải triệu tập bổ sung gấp thêm 4 cầu thủ từ Việt Nam sang. Nhưng ngay cả khi có đủ danh sách tối thiểu để đáp ứng điều kiện thi đấu, U23 Việt Nam vẫn đối mặt với quá nhiều nỗi lo thời điểm hiện tại. Thứ nhất, đội quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam vừa phải căng mình thi đấu trước U23 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng. Việc gặp khó về lực lượng lại phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc khiến các cầu thủ U23 Việt Nam bị bào mòn nặng nề về thể lực. Thứ hai, trong số 14 cầu thủ khỏe mạnh của U23 Việt Nam có thể được đăng ký vào danh sách thi đấu ở trận bán kết gặp U23 Timor Leste, có đến 10 gương mặt mới vừa được tăng cường bổ sung sang Campuchia. Điều này chắc chắn gây ra những khó khăn rất lớn cho huấn luyện viên Đinh Thế Nam trong việc tạo dựng sự gắn kết về lối chơi cho U23 Việt Nam. Ngoài ra, lực lượng trong tay của nhà cầm quân gốc Hải Phòng lúc này cũng đang được cho là rất mất cân bằng. U23 Việt Nam đang chỉ có duy nhất một tiền đạo và một trung vệ đúng nghĩa. Đó cũng chính là hai gương mặt mới nhất vừa được triệu tập bổ sung là trung vệ Hồ Khắc Lương và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng. Trái ngược với những khó khăn mà U23 Việt Nam phải đối diện, U23 Timor Leste lại đang có được lực lượng tốt nhất trước vòng bán kết. Theo kết quả xét nghiệm COVID-19 mới nhất trong sáng qua, 100% quân số của U23 Timor Leste đều âm tính. Ngoài việc có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, U23 Timor Leste cũng đang có được sự hưng phấn cao độ khi vừa đánh bại chủ nhà U23 Campuchia để giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng A. Mặc dù luôn bị đánh giá rất thấp ở các giải đấu khu vực Đông Nam Á, nhưng U23 Timor Leste lần này đang cho thấy họ có thể trở thành thách thức lớn cho mọi đối thủ. Điều mà U23 Việt Nam phải dè chừng là nhiều tuyển thủ U23 Timor Leste có kinh nghiệm dày dặn thi đấu quốc tế. Thực lực của tuyển U23 Timor Leste ở giải này được đánh giá khá tốt bởi nhiều cầu thủ trẻ của họ đã có cơ hội ra sân ở các trận đấu quốc tế và khoác áo đội tuyển quốc gia như AFF Cup 2020. Một số được rèn giũa ở câu lạc bộ Boa Vista, Bồ Đào Nha. Bên cạnh những yếu tố vừa nhắc, U23 Timor Leste cũng đang nắm trong tay lợi thế lớn để vào chung kết nhờ những khó khăn lực lượng mà U23 Việt Nam đang phải đối mặt. Nhưng với tinh thần còn nước, còn tác, đội quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn nỗ lực đến cùng để vượt qua nghịch cảnh và giành tấm vé vào chung kết. Thông tin liên quan. U23 Việt Nam đã ghi đến 8 bàn và chưa thua bàn nào tại giải đấu lần này. U23 Timor Leste đã ghi được 6 bàn và để thua 3 bàn tại giải đấu lần này. U23 Việt Nam đã ghi đến 16 bàn vào lưới U23 Timor Leste và chưa thủng lưới bàn nào trong 4 lần đụng độ gần nhất. U23 Việt Nam toàn thắng 4 trận gần nhất trước U23 Timor Leste. Đội hình ra sân dự kiến. U23 Việt Nam: Trần Liêm Điều, Trần Quang Thịnh, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Trung Thành, Hồ Khắc Lương, Đinh Quý, Đoàn Anh Việt, Phan Bá Quyền, Võ Nguyên Hoàng, Trần Bảo Toàn. U23 Timor Leste: Julio Pereira, Joshua, Yamito Soa, John Bosco, Mauzinho, Filomeno Junior, Ioha Guzmão, Jehon Fritz, CRISTEVAOMONIZSERNANDES, Paulo Gali, Genivio mô tả. Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam thắng U23 Timor Leste 2-0. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.